Chào mừng các bạn trở lại với kênh Lái xe và cuộc sống. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái đề thi số 15 là hạng C. Sau một thời gian nghỉ dài dịch bệnh thì hôm nay tôi quay trở lại hướng dẫn các bạn về mẹo thi lý thuyết lái xe 600 câu hỏi năm mới nhất năm 2002. Các bạn hãy đăng ký kênh Lái xe và cuộc sống TV để theo dõi và hướng dẫn cách tôi hướng dẫn làm bài tập thi bằng cách đơn giản, cách mẹo về về phần thi này thì các bạn chú ý là nó gồm có 40 câu hỏi mà 24 phút, và trong đó có một số câu điểm liệt. Sau đây là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ qua, các bạn hiểu dần dần, các bạn hãy đăng ký kênh, các bạn sẽ nắm bắt được nhiều hơn. Câu số 1 là khái niệm đỗ xe được hiểu như thế nào là đúng quy tắc giao thông. Thì ở đây là một là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông có giới hạn trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên xuống hoặc phương tiện. Nói chung là các bạn đọc như này thì cảm thấy rất là dài dòng đúng không? Thì rất là phức tạp, thì các bạn nghe chọn ngay phương án 2 thì tôi giải thích cho các bạn là trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian là chính xác, bởi vì là câu hỏi là chỗ đỗ xe là trạng thái đứng yên rồi của phương tiện mà không giới thiệu thời gian, không phải dừng xe thì khác nhau như vậy, nên các bạn chọn phương án 2 luôn, các bạn đừng có miên man đọc cái câu hỏi làm gì cho nó đau đầu. Đó, đỗ xe là đứng yên không giới hạn thời gian, các bạn thấy không? Đó là giải thích đáp án rất chi là dễ dàng và hiệu quả đúng không? Đó là những cái mẹo học, các bạn học nhanh và nhìn câu hỏi 600 câu hỏi rất đơn giản thôi, không có gì khó hết ạ. Câu số 2 là khi có màu đỏ hiện ra là các bạn biết là câu này là cái câu điểm liệt. Các bạn trả lời đúng hết 40 câu thì các bạn sai một câu điểm liệt, các bạn vẫn bị đánh trượt. Cho nên các bạn chú ý những cái câu này. Nhưng mà nó cũng rất dễ thôi, không có gì khó. Thứ nhất là cái mẹo ở đây là các bạn đọc là phương án 1 là không bị nghiêm cấm khi rất vội, bị nghiêm cấm, không bị nghiêm cấm khi khẩn cấp, thì các bạn chọn ngay đáp án 3 cho tôi là bị nghiêm cấm. Các bạn cứ nhìn cái từ khóa mà bị nghiêm cấm, các bạn chọn ngay cho tôi là đúng, các bạn không cần phải đọc câu hỏi, không cần phải đọc đáp án, mà các bạn chỉ nhìn thấy chữ bị nghiêm cấm là các bạn bấm chọn luôn cho tôi, 100% là đúng, bởi vì là nó đây là cái mẹo mà tôi chỉ các bạn học mẹo mà. Chọn luôn này, đáp án 3 này, màu xanh chính xác chưa? Đó, rất dễ đúng không các bạn? Tiếp theo là câu số 3, cũng là câu điểm liệt. Khi màu đỏ hiện lên là câu điểm liệt. Thì các bạn nhìn cái chữ không được phép, các bạn cũng chọn luôn. Đó. Bởi vì là cái gì mà bị nghiêm cấm mới bị không được phép là các bạn khỏi phải đọc câu hỏi. Bây giờ tôi không đọc câu hỏi, tôi không 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 đọc câu trả lời. Tôi chỉ có nhìn thấy chữ không được phép, cái là tôi rất như là mừng. Câu này câu như câu cho luôn. Tôi chọn đáp án 4, đáp án đúng luôn. Đó, rất chính xác luôn. Xe mô tô không được phép kéo xe khác. Đó là cái giải thích đáp án. Nhưng mà đó là giải thích thôi. Nhưng các bạn chọn luôn như vậy là các bạn đúng luôn. Bởi vì là cái thời gian nó không có hạn. Nên là tôi giải thích nhanh cho các bạn hiểu. Các bạn phải đăng ký kênh của tôi thì các bạn sẽ hiểu được nhiều hơn. Có gì hỏi, thắc mắc thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Rất là dễ. Câu số 4. Câu số 4 này thì người có giấy phép lái A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây, thì các bạn cũng hiểu là xe mô tô dung tích xi lanh, tôi là tôi chọn đáp án 2 luôn, bởi tôi nhìn cái xe mô tô dung tích xi lanh từ 700 cm khối trở lên là những loại xe lớn rồi. Đó. Được phép là mình được phép điều khiển cái người người có giấy phép lái xe ô mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây. Loại gì thế, xe này 150 trở lên là loại xe lớn rồi. Cho nên là các bạn chọn đáp án này là chính xác luôn. Đó. A1 chỉ có dưới 175 thôi. Cm khối thôi, và xe ba bánh của người khuyết tật. A2 là mô tô 175 trở lên và A3 là xe ba bánh, các bạn nhớ như vậy. Nên là những câu hỏi là nhớ là xe mô tô là mình chạy là dưới 700 175, còn trên 175 cm trở lên là sai, nên câu hỏi là
là đáp án 2 là chính xác. Câu số 5 là biển báo hiệu hình chữ nhật hoặc hình vuông mũi tên liền xanh lam là loại biển gì dưới đây? Tức là cái biển này là biển rồng, thứ nhất là biển chỉ dẫn này. À, chọn A4 luôn. Tức là biển vuông tròn xanh là biển chỉ dẫn. Các bạn nhớ như vậy. Đáp án 4, đáp án chính xác. Hình vuông, hình chữ nhật, xanh. Đó, rõ ràng chưa? Đó. Câu số 6 là trong khu dân cư nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quay đầu xe? Ở nơi đường giao nhau là chính xác rồi. Và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe. Còn nơi có đường rộng là sai. Ở bất kỳ nơi nào là sai. Chính xác như vậy. Các bạn đọc đáp án các bạn thấy rất chi là dễ đúng không? Thứ nhất là trong khu dân cư ở nơi nào cho phép người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quay đầu xe. Thì phải rõ ràng là ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe rồi. Còn ở nơi mà đường rộng để cho các loại xe chạy một chiều là sai này, ở bất kỳ nơi nào cũng là sai, rõ ràng đúng không? Đáp án 1. Đó, quay xe ở nơi giao nhau và có biển báo cho quay đầu xe, phải có biển báo này, các bạn nhớ như vậy nhé. Đó, đây là mẹo, rất chỉ là nhanh chứ không gì khó hết. Câu số 7. Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây? Đó. Là một là phải được cơ quan quản lý đường bộ thẩm quyền. Đó, cái này là phải bạn nhớ là cái này là có cơ quan là chọn luôn, cơ quan quản lý của đường bộ thẩm quyền là các bạn chọn đáp án một là chính xác luôn. Và chủ phương tiện và lái xe là không đúng, được tham gia giao thông trên đường rộng không đúng, chỉ được tham gia giao thông vào ban đêm không đúng. Nên các bạn chọn đáp án một chính xác. Xe quá tải trọng là phải cơ quan quản lý đường bộ cấp phép. Đó, các bạn nhớ như vậy. Cái từ khóa là phải được cơ quan quản lý đường bộ. Các bạn nhớ cái từ khóa là sẽ rất nhanh thôi. Câu số 8. Do tôi giải thích cho các bạn nên là cái thời gian nó chạy nó cũng hơi chậm. Nhưng mà nếu mà tôi xử lý mà giải thích, không giải thích thì nó rất là nhanh. Tôi làm mấy phút là xong thôi. Câu số 8 là người lái xe mô tô xử lý như thế nào cho xe khi phía sau vượt? Là đáp án 1 luôn, bởi vì là nếu đủ điều kiện an toàn, người lái xe phải giảm tốc độ, đi sát về bên trái phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Đó là chính xác. Lái xe vào đường bên trái là sai, các bạn thấy không? Người ta xin vượt mà các bạn lái xe đường bên trái là sai rồi. Nếu đủ cái an toàn, người lái xe phải tăng tốc độ là sai luôn. Đó, các bạn phải giảm tốc độ. Nhớ cái từ khóa như vậy, các bạn chọn đáp án 1 là chính xác. Xử lý cho xe vượt thì phải giảm tốc độ và đi bên phải chứ không đi trái. Cái câu nó rất là ngược nhau như vậy nên là rất là dễ, cực kỳ chính xác luôn chứ không phải cực dễ luôn. Tôi thấy cái lý thuyết lái xe là cực dễ luôn, các bạn chỉ cần lưu tâm một tí là sẽ dễ thôi. À, câu số 9 là trên đường bộ ngoài khu vực khu đông dân cư, đường hai chiều không có giải phân cách giữa đường một chiều có làn xe cơ giới trừ đường cao tốc, loại xe nào được tham gia với tốc độ km là 60 km? Là cái này là 60, tức là loại xe nào tham gia 60 km là cái này là ô tô buýt nha.